Xin chào nhà, hôm nay mình đến với buổi giới thiệu sản phẩm đến từ Nokia, đó là chiếc điện thoại Nokia 3108. Hiện tại trên Việt Nam thì mình nghĩ là chắc cũng không ai bán sỉ cái này đâu. Ngoài mình chắc là không ai bán, hoặc là ngoài mình không có ai bán số lượng nhiều cái máy này. Bởi vì cái máy này thì nó chỉ để nghe gọi và cái kiểu dáng rất là độc. Các bạn nhìn thấy đây là cái phiên bản màu xám và đây là phiên bản màu cam. Nhìn con này thì nó chẳng giống với cái điện thoại nào cả. Mình đã gặp, mình bắt gặp ở nó một ở bên nước ngoài. Và bên trong chợ bên nước ngoài mình đã mua về số lượng rất là nhiều. Đây có chữ Nokia in chìm trong cái chữ trong cái khe gắm này, in chìm ở đây nha, trông rất là ngộ nghĩnh và đẹp. Nokia con này mà cầm các bạn cầm ra đường không giống bất kỳ một loại điện thoại nào. Đã điện thoại bật nắp lại còn cảm ứng chứ. Đây các bạn dùng cảm ứng bên trong, mình quay này không biết các bạn thấy không. Ý giời, viết nắn nót. Đây là mình đang viết thử tên. Đó, đây là mình đang viết thử nha. Các bạn nào muốn trải nghiệm thì các bạn mua cái này về dùng. Đây là có cảm ứng đầu tiên nên là mình cũng chưa có quen lắm. Ở đây thì các bạn mua về để sử dụng, nghe gọi là chủ yếu. Còn nếu mà bạn nào mà thích hàng độc ấy, thì cái này nó là điện thoại giống kiểu thời trang, chẳng giống ai cả. Ở đây thì nó có một cái tặng cho chúng ta là một cái nắp lưng. Cái nắp lưng này nắp lưng trơn, các bạn thể gắn hai cái để thay đổi kiểu mẫu mã cho nó đỡ nhàm chán. Cầm cái này thì nó hơi cầm nó hơi cộng cộng tay, còn cầm này thì nó hơi lì nha, nó bằng phẳng. Nhưng mà cầm cái này thì nhìn thấy đẹp hơn, mình nghĩ là như thế. Mình sẽ nghe thử cái phần âm thanh của cái máy này xem nó có tốt không. Đó, đây là cái máy và độ rung của nó nha các bạn nha. Nó có hai phiên bản màu, ta lựa chọn đó là màu xám và màu cam. Đó, thì chúng ta lựa chọn bên mình đang bán là giá máy của nó. Máy này cũng khá là cao nha các bạn nha, nó không có rẻ một chút nào luôn. Mình sẽ bán cái máy này giá này tầm là hơn 600 nghìn các bạn nha. Gần 700 nghìn đó, các bạn thể liên hệ bên mình để đặt mua. Bạn nào mà muốn xem nhiều mẫu mã hơn bên mình nhé, các bạn thể liên hệ theo số điện thoại là 0967590222. Bạn truy cập website là alophone.vn để biết thêm nhiều mẫu lạ lạ nữa nha. Rồi, xin chào và lại video tiếp theo. Bạn nào mà mua thì các bạn sẽ truy cập từ website và đường link bên dưới mình để dưới video nhé. Bạn nào mà đã ghé qua bên mình mà chưa có bấm theo dõi, các bạn hãy theo dõi mình để mình có động lực làm thêm video tiếp theo. Xin chào và lại video tiếp theo.